Trong bối cảnh cơn bão số 3 Gaembi gây ra trận lũ lụt lớn thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2024, áp lực đang dồn nén lên đập Tam Hiệp, biểu tượng sức mạnh kỹ thuật của Trung Quốc. Với mực nước tại trạm thủy văn Lianhuatang vượt ngưỡng cảnh báo, đập Tam Hiệp phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng khi mưa lũ kỷ lục đang gây ra tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực. Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo vệ đập Tam Hiệp và cuộc sống của hàng triệu người dân trước hiểm họa từ thiên nhiên. Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Đập Tam Hiệp báo động cực cao trước áp lực khổng lồ từ cơn lũ thứ 3 trên sông Dương Tử. Do ảnh hưởng của bão số 3 Gaembi, sông Dương Tử của Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt lớn thứ 3 trong năm 2024. Theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lại, trận lũ mới nhất trên sông Dương Tử được ghi nhận khi mực nước ở trạm thủy văn Lianhuatang, một trong những điểm quan sát mực nước của dòng chính ở trung lưu sông Dương Tử, đã đạt mức cảnh báo là 32,5m vào lúc 18 giờ 50 phút chiều ngày 29 tháng 7. Đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Dương Tử, luôn là biểu tượng của sự phát triển và sức mạnh kỹ thuật của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỉnh Hồ Nam và nhiều khu vực khác đang hứng chịu những trận mưa trăm năm có một, thực trạng lũ lụt tại Trung Quốc hiện nay là một thách thức lớn đối với hệ thống đập Tam Hiệp. Mặc dù được thiết kế với khả năng chống chịu cao, lượng mưa kỷ lục và tình hình mưa lũ phức tạp hiện nay đã đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức. Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho đập, cũng như bảo vệ cuộc sống của người dân. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp và dự báo thời tiết chính xác là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và đối phó với tình hình hiện nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai các hoạt động cứu trợ lũ lụt, bao gồm ứng phó với các vụ vỡ đê ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Cụ thể, Bộ đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 với lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam và cấp độ 4 ở các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây. Các nhóm công tác và chuyên gia đã được cử tới Hồ Nam để hướng dẫn triển khai các nỗ lực phòng chống lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng hối thúc tăng cường giám sát và cảnh báo sớm về lũ lụt, tăng cường tuần tra đê và hồ chứa nước, phòng ngừa lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ cũng như lũ quét. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp 1 là mạnh nhất. Theo SCMP, ngày 29 tháng 7, mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam đã dẫn tới 3 vụ vỡ đê sông trong vòng chưa đầy 20 giờ, buộc hàng ngàn người phải sơ tán khi nước dâng ở mức kỷ lục. Trung tâm Chỉ huy ứng phó khẩn cấp tỉnh Hồ Nam cho hay, vụ vỡ đê mới nhất xảy ra chiều 29 tháng 7 trên sông Nguyên Giang ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, sau cơn bão số 3 Gaembi. Trước đó, tối 28 tháng 7, lũ lụt đã gây ra 2 vụ vỡ đê khác cũng trên sông Nguyên Giang, một nhánh của sông Tương Giang, buộc hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV thông tin rằng, nước sông dâng cao đã nhấn chìm thân cây ở cả hai bên bờ sông, cũng như tầng 1 của nhiều ngôi nhà. Phần lớn Trung Quốc đang phải vật lộn với mưa lớn và lũ lụt trong những tuần gần đây, với 15 tỉnh hiện trong tình trạng báo động khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA kêu gọi giới chức trách theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt sau khi cơn bão số 3 Gaembi quét qua nước này. Dự báo mùa lũ và mưa lớn ở Trung Quốc sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 8 và hoạt động của bão sẽ tăng lên. Giới chức Trung Quốc cũng lưu ý về tác động tiềm tàng của mưa lớn với sản lượng ngũ cốc ở Đông Bắc Trung Quốc, một trong những vùng sản xuất ngũ cốc chính của đất nước. Trung Quốc mưa lũ trăm năm có một gây áp lực kinh hoàng lên đập Tam Hiệp. Năm 2024 đã chứng kiến những trận mưa lớn kỷ lục tại Trung Quốc, với lượng mưa được ghi nhận tại một số địa phương cao nhất trong vòng 70 năm qua. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, đang đối mặt với thách thức cực lớn khi mực nước trong hồ chứa liên tục dâng cao bởi mưa lớn tại thượng nguồn sông Dương Tử. Trong bối cảnh này, một kỹ sư Trung Quốc đã cảnh báo rằng nếu không xả lũ, đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng nổi áp lực khổng lồ này. Hiện tại, mưa lớn đã gây ra lũ lụt diện rộng ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, với tỉnh Hồ Nam là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ tối ngày 27 tháng 7, Hồ Nam đã ghi nhận lượng mưa lớn.
một số khu vực lên tới 400mm chỉ trong vòng 24 giờ. Lượng mưa lớn chưa từng thấy trong vòng 30 năm qua đã khiến mực nước tại nhiều con sông vượt mức báo động. Theo thông tin từ báo chí, chỉ riêng tại tỉnh Hồ Nam đã có 15 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng mưa lũ gây vỡ đê ở huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, nhằm bảo đảm sự an toàn cho người dân. Hơn 1.200 người, bao gồm cảnh sát, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có việc khẩn cấp di dời gần 4.000 dân. Các quan chức cho biết các khu trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ cho việc di dời dân cư từ hai làng Sintang và Sinhu. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp và yêu cầu các địa phương tăng cường nỗ lực trong việc cập nhật dự báo và cảnh báo sớm. Tại thành phố Trùng Khánh, mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều khu vực, làm gián đoạn cuộc sống của hơn 40.000 người và làm hư hại 1.800 hecta hoa màu. Đặc biệt tại huyện Điện Giang của Trùng Khánh, lượng mưa lên tới 269,2mm chỉ trong vòng một ngày. Đây là lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận trong một ngày tại đây. Mưa lớn kéo dài đã làm tăng mực nước tại 7 lưu vực sông lớn, bao gồm cả sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp có dung tích chứa lên tới 39,3 tỷ mét khối nước và cao 185 mét, dài 2.335 mét, được thiết kế để phát điện và kiểm soát lũ lụt. Đập có thể chịu đựng các đợt lũ với lưu lượng nước tối đa 70.000 mét khối trên giây. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ hiện tại, mực nước tại đập đã đạt 165,6 mét, chỉ cách đỉnh đập 19,4 mét, một con số đáng báo động. Để giảm bớt áp lực, các cơ quan chức năng đã tiến hành xả lũ. Điều này lại gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với các khu vực hạ du. Trước khi siêu bão Gaemi đổ bộ, các cơ quan chức năng đã tiến hành xả lũ tại đập Tam Hiệp để giảm áp lực. Tuy nhiên, việc xả lũ này đã gây ngập lụt ở các khu vực hạ du, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Vũ Hán, Nam Kinh và Trùng Khánh. Mực nước tại con sông và hồ chứa tại hạ du đã vượt mức an toàn, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân và cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia dự báo rằng tình hình mưa lũ sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, đòi hỏi sự giám sát và ứng phó liên tục. Việc xả lũ từ đập Tam Hiệp có tác động trực tiếp tới cả thượng nguồn và hạ du sông Dương Tử. Ở thượng nguồn, lượng nước lớn đã được giữ lại trong đập, giúp giảm bớt áp lực và nguy cơ lũ quét cho các khu vực này. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hạ du phải chịu áp lực từ lượng nước xả ra. Theo số liệu thống kê, lượng nước xả ra từ đập Tam Hiệp trong đợt lũ này đạt mức 48.000 mét khối trên giây, một con số cực kỳ đáng báo động. Việc xả lũ đã khiến mực nước tại các con sông và hồ chứa ở hạ du tăng cao. Thành phố Vũ Hán với dân số hơn 11 triệu người đã ghi nhận mực nước sông Dương Tử vượt mức cảnh báo 1,5 mét, đe dọa an toàn của hàng triệu người dân và cơ sở hạ tầng. 50 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc bàn cách xả lũ đập Tam Hiệp. Khi Trung Quốc đối mặt với mùa mưa lũ đầy thách thức, Bộ Thủy lợi nước này đã khẩn trương triển khai loạt biện pháp chủ động tại 8 lưu vực sông lớn nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7, đã có 50 con sông trên toàn quốc vượt mức lũ cảnh báo. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã phát cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ 3 cho trạm thủy văn Sinhu trên sông Kim Sa, tỉnh Vân Nam. Dự báo cho thấy mực nước tại trạm này sẽ tiếp tục dao động ở mức khoảng 1,5 mét trên mức cảnh báo trong tuần tới. Để đối phó, các cuộc tham vấn đã được tổ chức nhằm điều chỉnh việc xả nước lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp, giảm áp lực nước dâng trên sông Dương Tử. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Tân Hoa Xã công bố loạt ảnh về quang cảnh đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hồ chứa Tam Hiệp liên tục xả lũ do lượng nước đổ về tăng đáng kể từ các trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử. Mưa lớn đang tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Trung Quốc, gây ra thương vong nghiêm trọng, hàng chục người mất tích, hàng trăm ngàn người phải sơ tán và giao thông bị gián đoạn. Trong khi đó, đài CGTN thông tin những trận mưa như trút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày 18 tháng 7 đã làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết.
nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. Đập Tam Hiệp trong tình trạng báo động cao về một đợt lũ lụt mới sau khi mưa lớn tấn công siêu đô thị Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc. Để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15 tháng 7. Đến ngày 16 tháng 7, theo ChinaNews.com, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 m khối trên giây để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc. Tân Hoa Xã cho hay, mực nước ở các đoạn Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, khu vực bên dưới cửa sông nối với Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo. Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Thủy lợi Trung Quốc duy trì mức ứng phó cấp 3 tại tỉnh Hồ Nam và cấp 4 tại 13 tỉnh khác. Đây là một phần trong hệ thống ứng phó lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, lưu vực sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai Trung Quốc, đã trải qua hai đợt mưa lớn với cường độ cao, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Nỗ lực phòng chống lũ lụt tại lưu vực sông Hoàng Hà bao gồm giám sát 24 giờ, tăng tần suất báo cáo và theo dõi sát sao sự thay đổi của mực nước. Theo bản tin thời tiết từ China Daily, mưa lớn và sạt lở đất đã khiến số người chết tiếp tục tăng lên. Tại tỉnh Tứ Xuyên, lũ quét đã khiến 14 người tử vong và 25 người mất tích tính đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 7. Còn tại tỉnh Thiểm Tây, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập cầu làm nhiều phương tiện rơi xuống sông vào tối 19 tháng 7. Bão Brabirun, cơn bão số 2 ở Biển Đông và thứ tư của mùa bão Thái Bình Dương năm 2024, đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam vào ngày 22 tháng 7, gây mưa lớn trên diện rộng. Bão Gaemi cũng được dự báo sẽ gây gió mạnh và mưa lớn ở các khu vực phía nam Trung Quốc, với ảnh hưởng lan rộng đến Đài Loan và Quảng Tây, nơi lượng mưa dự kiến đạt 50-70mm từ sáng ngày 23 đến sáng ngày 24 tháng 7. Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn khốc liệt của thiên tai, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt từ các cơ quan chức năng để bảo vệ người dân và tài sản. Mưa dồn dập trên thượng nguồn sông Dương Tử, hồ chứa đập Tam Hiệp báo động. Các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử đã hứng chịu mưa liên tục và dồn dập, gây ra lũ lụt nghiêm trọng và khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa tại một số vùng đã vượt quá 500mm chỉ trong vài ngày, đẩy hồ chứa đập Tam Hiệp vào tình trạng báo động. Việc xả lũ ở dự án thủy điện lớn nhất thế giới nhằm giảm bớt lo ngại về kiểm soát lũ ở thượng nguồn khi mưa dự kiến di chuyển về phía tây Trung Quốc, dọc theo sông Dương Tử. Thời điểm đó, đập Tam Hiệp mở hai cửa xả lũ với lưu lượng dòng chảy tăng dần từ 27.000 m khối trên giây lên 31.000 m khối trên giây. Ngày 10 tháng 7, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 159,9m, cao hơn 15m so với mức bình thường. Khi dự báo mức nước lũ ở sông Dương Tử ở Trung Lưu và Hạ Lưu tiếp tục tăng, giới chức Trung Quốc đang nỗ lực để chống lũ lụt. Trung Quốc đã cử các đội ứng phó lũ lụt trên thực địa, sử dụng các hồ chứa để giảm bớt áp lực kiểm soát lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Trước đó, giáo sư danh dự về địa lý David Sharman tại Đại học Alabama của Mỹ từng nghiên cứu về lũ ở sông Dương Tử cho rằng mực nước lũ kỷ lục cho thấy con đập Tam Hiệp không thể ngăn được các đợt lũ nghiêm trọng. Theo giáo sư Sharman, nhiều nghiên cứu do nhiều nhà khoa học Trung Quốc lẫn nước ngoài thực hiện nhiều năm qua cho thấy hồ chứa đập Tam Hiệp có giúp ngăn lũ trong những trường hợp mưa thông thường nhưng lại quá nhỏ để có thể hạn chế đáng kể lượng nước chảy về hạ nguồn trong trường hợp có lũ lớn kỷ lục. Phó giáo sư Miroslav Meresen, chuyên về trữ nước và thủy điện tại Viện Giáo dục nước ISE DFID Hà Lan, nhận định vấn đề không phải nằm ở thiết kế con đập mà là ở sự kỳ vọng rằng con đập có thể giải quyết tất cả vấn đề lũ lụt ở sông Dương Tử, con sông lớn thứ ba thế giới. Không thể làm được điều này chỉ với một con đập. Theo ông Marenzi, ví dụ, theo ông, con đập Tam Hiệp có thể giảm nước lũ từ thượng nguồn ở một quy mô nào đó, nhưng sẽ không thể ngăn được lũ trong trường hợp mưa quá lớn ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử. Đợt mưa lũ năm 2024 gợi nhớ về trận mưa lũ tồi tệ năm 2020 tại Trung Quốc. Khi đó, tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 27 tháng 6 năm 2020 xác nhận đã có 81 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ này.
Ngoài ra còn có tới 740.000 người phải sơ tán. Nhà chức trách Trung Quốc ước tính nước này đã thiệt hại 27 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,8 tỷ đô la trong đợt mưa này. Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất Trung Quốc kể từ đợt mưa lũ năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết. Theo truyền thông Trung Quốc, thời điểm hơn một tuần trước, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp đã cao hơn mức cảnh báo lũ. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CNTV, nước bên trong đập Tam Hiệp vẫn đang tiếp tục tăng lên và đã cao hơn 2 mét so với mức cho phép. Tuy nhiên, Hoàng Cầu Thời báo dẫn lời ông Quách Tấn, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc, khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn vì có khả năng chứa lượng nước lớn hơn nhiều. Truyền thông Trung Quốc nói nguy cơ vỡ đập chỉ là tin đồn của truyền thông phương Tây. Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả để giảm áp lực từ thượng nguồn sông Dương Tử. Mưa lớn không ngừng tại thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến mực nước hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt mức báo động. Đập Tam Hiệp với dung tích chứa khổng lồ đang phải đối mặt với lượng nước dồn về liên tục, gây áp lực lớn lên kết cấu đập. Theo các báo cáo, mực nước trong hồ đã vượt quá ngưỡng an toàn, buộc các kỹ sư phải đưa ra quyết định mở 11 cửa xả lũ để giảm tải cho đập. Hồ chứa đập Tam Hiệp với dung tích khổng lồ lên đến 39,3 tỷ mét khối đang phải đối mặt với sức ép từ lượng nước lũ đổ về với lưu lượng nước lớn chưa từng có. Các báo cáo cho biết lưu lượng nước dồn về hồ chứa đã đạt đến 70.000 mét khối mỗi giây vào đỉnh điểm của trận lũ. Đây là một con số khổng lồ gây áp lực lớn lên cấu trúc của đập và buộc các kỹ sư phải hành động khẩn cấp để giảm tải. Trước tình hình nguy cấp, các kỹ sư của đập Tam Hiệp đã quyết định mở 11 cửa xả lũ để giải phóng áp lực lên con đập. Việc này đã giúp giảm lưu lượng nước trong hồ chứa, nhưng cũng đồng thời đẩy một lượng lớn nước lũ xuống hạ lưu sông Dương Tử. Các chuyên gia cho biết, việc mở 11 cửa xả lũ đã giúp giảm bớt một phần áp lực lên đập, nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình hình. Theo các tính toán, dù mở toàn bộ 11 cửa xả, lưu lượng nước xả ra cũng chỉ đạt khoảng 50.000 mét khối mỗi giây. Điều này nghĩa là vẫn còn một phần lớn, lượng nước vẫn đang tiếp tục dồn vào hồ chứa, gây ra áp lực lớn lên cấu trúc đập. Các kỹ sư cảnh báo rằng nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài, việc xả lũ hiện tại chỉ là biện pháp tạm thời và không đủ để đảm bảo an toàn lâu dài cho con đập lớn nhất thế giới này. Đập Tam Hiệp, với vai trò điều tiết lũ lụt và bảo vệ hàng triệu người dân, đang đứng trước thách thức lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Các biện pháp khẩn cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho con đập và người dân sống dọc sông Dương Tử. Trong tương lai, việc nâng cao khả năng dự báo và quản lý lũ lụt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các công trình thủy điện và cư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, người dân sống dọc sông Dương Tử, đặc biệt là khu vực tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ. Hình ảnh dòng nước cuồn cuộn, bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi. Quyết định xả lũ được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt qua cảnh báo, đe dọa sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Từ đầu tháng 5 năm 2024, Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt nguy hiểm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Việc xả lũ Tam Hiệp luôn là bài toán khó giải. Nếu không xả lũ, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, đe dọa đến hàng triệu cư dân vùng Thượng Du. Nhưng khi xả lũ, người dân Hạ Du phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Những ngày qua, mưa lớn liên tục tại thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp tăng cao nhanh chóng. Áp lực lên đập là cực kỳ lớn. Một kỹ sư chia sẻ, mực nước dâng lên quá nhanh, nếu không xả lũ, đập sẽ không chịu nổi. Bà Vương, một cư dân ở Kinh Châu, Hồ Bắc, không giấu nổi sự bức xúc. Nghe nói họ mở 11 cửa xả lũ, người dân Hạ Du chúng tôi giờ như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thông tin xả lũ khiến người dân Hạ Du như ngồi trên đống lửa. Nhiều người ở Kinh Châu và Sa Thị đều thuộc tỉnh Hồ Bắc đã phải di tản lên vùng cao dù chưa kịp thích ứng với tình hình. Mực nước sông tại khu vực Sa Thị và Kinh Châu đang tiến gần đến mức lịch sử 41 mét, trong khi tại Trùng Khánh, mực nước sông tại Triều Thiên Môn cũng đang ở mức báo động. Nguy cơ nước lũ đạt đến đỉnh điểm lịch sử này đã rất lớn. Để cứu Trùng Khánh, các kỹ sư đập Tam Hiệp buộc phải lựa chọn xả lũ, bất chấp những tồn tại mà người dân Hạ Du phải gánh chịu. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xuất hiện ở nhiều khu vực của tỉnh Hồ Bắc.
Tại thành phố Tương Dương, nước mưa không thoát kịp đã tràn ngược vào hệ thống cống thoát nước, biến nhiều tuyến đường thành sông. Người dân bất lực nhìn tài sản chìm trong biển nước, sống như rùa trong hang giữa biển nước mênh mông. Mặc dù công nghệ hiện đại đã giúp cải thiện tình trạng dự báo ngập lụt, hệ thống quan trắc dọc theo sông Dương Tử có thể nhanh chóng phát hiện những thay đổi bất thường của mực nước và đưa ra cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể hoàn toàn chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Một nhà khí tượng học cảnh báo, mưa lớn tại thượng nguồn vẫn tiếp tục diễn ra. Nếu tình hình này kéo dài, e rằng ngay cả đập Tam Hiệp cũng sẽ trở thành một bồn tắm khổng lồ. Dọc bờ kè khu vực Sa Thị và Kinh Châu, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố đê điều, xây dựng lũy để ứng phó với tình hình mưa lũ. Hình ảnh người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên vùng cao, ánh mắt thẫn thờ, nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn, khiến ai ai cũng không khỏi xót xa. Hãy tự tưởng tượng hàng triệu người dân hạ du đang phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, đêm ngủ không yên giấc vì sợ nước lũ tràn vào nhà. Tuy nhiên, thay vì trách cứ, nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có trách nhiệm hơn. Nếu không có đập Tam Hiệp, tình hình ngập lụt tại thượng nguồn sông Dương Tử có thể còn kinh khủng hơn rất nhiều. Công trình vĩ đại này đã giúp điều tiết lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho hàng triệu người dân. Bài học mà chúng ta rút ra từ tình trạng lũ lụt tại đập Tam Hiệp là dù có người có tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng thiên nhiên. Hãy học cách chung sống hòa bình với thiên nhiên. Đập Tam Hiệp với kinh phí xây dựng lên tới 28,6 tỷ đô la và hơn 2 thập kỷ xây dựng đã đi vào hoạt động từ năm 2006. Con đập này không chỉ là một công trình xây dựng khổng lồ mà còn là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ và duy trì an toàn cho khu vực sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp, lịch sử và vai trò điều tiết lũ lụt cho 400 triệu người. Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp từ cuối năm 1994, thân đập hoàn thành vào năm 2006 và tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt vào năm 2012. Đập Tam Hiệp là một cấu trúc gây sửng sốt, theo nhà báo Netagan. Đây là một trong những con đập nhân tạo trên trái đất có thể nhìn thấy được bằng mắt thường từ trên không gian, theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Con đập cao 181 mét và rộng 2.335 mét trên sông Dương Tử. Tuy nhiên, theo thông báo của chính phủ Trung Quốc năm 1992, thì lý do hàng đầu xây dựng con đập không phải là để sản xuất điện mà để ngăn lũ. Con đập chỉ có thể giữ nước trong thời gian hạn chế, vì phải tạo khoảng không để đón lượng nước mưa tiếp theo, đặc biệt trong mùa mưa lớn và dai dẳng như hiện tại. Vào năm 2020 đã có tới 3 đợt lũ tấn công đập Tam Hiệp. Kể từ cuối tháng 6, con đập đã phải mở các cửa xả lũ nhiều lần để xả bớt nước từ hồ chứa, gây nên sự lo lắng, chỉ trích lẫn đồn đoán về năng lực kiểm soát lũ cũng như khả năng trụ được của con đập. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc bác bỏ các đồn đoán này và khẳng định với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng con đập đã giúp làm chậm lại và dịu bớt dòng nước lũ chảy về hạ nguồn. Giáo sư danh dự về địa lý David Sharman tại Đại học Alabama của Mỹ từng nghiên cứu về lũ ở sông Dương Tử cho rằng mực nước lũ kỷ lục cho thấy con đập Tam Hiệp không thể ngăn được các đợt lũ nghiêm trọng. Theo giáo sư Sharman, nhiều nghiên cứu do nhiều nhà khoa học Trung Quốc lẫn nước ngoài thực hiện nhiều năm qua cho thấy hồ chứa đập Tam Hiệp có giúp ngăn lũ trong những trường hợp mưa thông thường, nhưng lại quá nhỏ để có thể hạn chế đáng kể lượng nước chảy về hạ nguồn trong trường hợp có lũ lớn. Một trong những lý do con đập Tam Hiệp trở thành chủ đề gây tranh cãi là vì chi phí quá lớn bỏ ra xây dựng nó. Không chỉ là tiền bạc mà cả sự đánh đổi rất lớn về cuộc sống con người. Để thuận lợi cho việc xây đập, khoảng 1,4 triệu người dân từng sống ổn định dọc bờ sông trong hàng thế kỷ phải di dời. Những ngôi nhà tổ tiên bị phá hủy, làng mạc không còn. Việc xây dựng con đập Tam Hiệp cũng gây ra ảnh hưởng địa chất nghiêm trọng. Theo Tân Hoa Xã, tại một diễn đàn năm 2007, nhiều quan chức và chuyên gia Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp đã ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường và khiến tình trạng lở đất xảy ra thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, nhiều nhà địa chất còn cho biết nước trong hồ chứa đã thấm và làm xói mòn nền của các vách đá. Mực nước lên xuống cũng thay đổi trọng lượng hồ chứa và thay đổi áp lực lên các sườn dốc, gây mất ổn định các khu vực ven bờ sông. Đập Tam Hiệp với quy mô khổng lồ và tầm quan trọng chiến lược
nhưng lại không thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong việc kiểm soát lũ lụt cho toàn bộ khu vực sông Dương Tử. Điều này đặt ra câu hỏi về việc cần thiết phải có những giải pháp bền vững và đa dạng hơn để ứng phó với các tình huống thiên tai ngày càng phức tạp. Sau trận lụt lớn năm 1998, Trung Quốc đã thuê các chuyên gia phương Tây đánh giá lại chất lượng công trình và phát hiện thanh thép hàn của đập không đáp ứng tiêu chuẩn. Một số thông tin đưa cảnh báo về lo ngại của nhiều chuyên gia về việc đập Tam Hiệp có nguy cơ rất lớn sẽ bị vỡ khi lượng nước từ trên thượng nguồn đổ về thuộc hàng lớn nhất cả 80 năm nay. Nhiều thông tin cho rằng đập Tam Hiệp đang đối mặt thách thức lớn nhất kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2003. Mặc dù đập Tam Hiệp từng được Trung Quốc khen ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật lớn nhất trong lịch sử loài người, nhưng hiện tính toàn vẹn cấu trúc của nó đang bị hoài nghi. Nhà thủy văn học Quang Wei Luo, người Đức gốc Trung Quốc, cho biết các hạng mục thiết kế, xây dựng và giám sát chất lượng con đập đều do cùng một nhóm người thực hiện và công trình này được hoàn thành rất nhanh. Ông Quang lo ngại đập Tam Hiệp khó có khả năng trụ được lâu. Theo thông tin từ ông Quang, thì hiện con đập này đã có nhiều vết nứt, bê tông dùng xây dựng đập cũng không đạt tiêu chuẩn. Năm 2019, ông Quang từng có bài viết rằng con đập được đính lại bằng hàng chục khối bê tông độc lập rời nhau. Các khối bê tông này không nối kết với nền móng bên dưới, chúng chỉ gắn lên trên nó thôi, theo ông Quang. Cả chục năm trước, ông Quang từng nói con đập Tam Hiệp đã bị dịch chuyển do bị lỗi thiết kế. Nhiều chuyên gia nhà nước Trung Quốc cũng thừa nhận con đập đã bị dịch chuyển vài cm, nhưng trong giới hạn an toàn bình thường. Ngoài ra, từng xuất hiện một số hình ảnh cho thấy con đập có phần bị cong vênh. Cũng theo ông Quang, sau trận lụt lớn năm 1998, Trung Quốc đã thuê nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá lại chất lượng công trình đập. Các chuyên gia cho rằng thanh thép hàn của đập không đáp ứng tiêu chuẩn. Chuyên gia Quang cho rằng chính phủ và truyền thông Trung Quốc cố tình không thừa nhận nguy cơ vỡ đập. Ông Quang cảnh báo đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ là thảm họa với dân sống ven hạ nguồn sông Dương Tử. Cụ thể, tính mạng khoảng 400 triệu người ở Vũ Hán, Trùng Khánh, Nam Kinh và Thượng Hải sẽ bị đe dọa. Mặc dù vậy, đập Tam Hiệp đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu tác động của nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, giảm bớt đáng kể tình hình kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!